Mày muốn làm chuyện xấu xa ở đâu thì làm, nhưng riêng cái khu chung cư này thì không được nghe chưa mày. Biến đi chỗ khác. Ở đây dành cho những người lương thiện ở. Mày lén phén tới đây tao lấy cặp giò mày đó. Chú Đức nói là ông làm, tao nói tao cũng làm nghe chưa mày. Ba Tùng, ba đừng có đi qua đi lại nữa, con chóng mặt quá à. Ba nghĩ là cách gì chưa? Chú, giờ sao đây? Chú, đâu vậy? Vô ngủ buồn quá. Gì kỳ vậy? Lộn. Suy nghĩ hoài không ra cách. Tại vì á, mấy đứa phải biết là mình hù ma một người lớn chứ không phải hù ma một đứa con nít. Cho nên làm không khéo là gậy ông đập lưng ông. Ba Tùng, gậy ông đập lưng ông là gì vậy ba? Ba ơi, cái gậy là gì vậy? Là một cái thứ mà người già hay dùng để chống đó. Em dớ ẹc à? Chị mới dớ ẹc á. Thôi. Đang nghĩ cách hại người ta, tự nhiên hai chị em tự hại nhau vậy? Thôi dẹp đi chú, làm sao? Bây giờ trước tiên là phải xem coi đối tượng nó ngủ ở đâu. Ngày nào chẳng ngủ nhà con. Nhưng quan trọng là ngủ ở đâu mình mới biết mình hù. Ngủ với ba con. Ngủ với ba con? Dạ. Ủa sao không ngủ với con, ngủ với ba con? Ừ, vô duyên. Bắt mới thì ngủ với con. Con đâu có ưa ổng. Ngủ với ba con mà ba con cũng sợ ma. Hù Hoàng Sơn, hù luôn chú Đức. Có khi nào ổng Đức thiệt luôn không? Ừ. Thì gì ba? Bây giờ phải nghĩ cách gì đó để đẩy thằng Sơn ra khỏi chỗ đó thì mình mới hù được. Suy nghĩ. Cách gì đây? À! Ủa có cách hả? Dạ chưa. Chưa mà ba đứa à giống như là có cách vậy. Đây. Hãy xem một người thông minh. Dễ lắm. Cho uống thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ khi ba con ngủ mê rồi sẽ hù thằng Sơn. Thằng Sơn nó sợ nó chạy. Lúc đó ba con ngủ tới sáng rồi. Thôi, không được. Sao vậy? Ba con lớn tuổi rồi, uống thuốc ngủ lỡ ba con ngủ luôn sao? Ba ơi, ba ác quá à ba. Bậy á, ác đâu. Ba chỉ suy nghĩ cách nào đó để cho chú Đức thư giãn, chú Đức đi ra thôi. Ủa, thì sao ba suy nghĩ mà ba tặng hại chú Đức không vậy? Đúng rồi đó. Người ta hại được, người ta hại Sơn. Nhưng mà phải cho chú Đức ngủ thì ba mới hại được Sơn. Hiểu không? Ừ, nhưng mà... Ê, nói nghe là hai đứa là con, ba nghĩ cách nào đó chọt ba không vậy? Chúng ta có phải là một đội hay không? Cùng nhớ đập tay nè. Mà ba ơi, ba có cách chưa ba? Chưa luôn. Ba bây giờ đẹp quá. Dở quá, ba làm thất vọng quá đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Giờ hai con phê bình ba, tự nhiên ba sáng suốt ra. Nghe ba phân công đây. Hai con đi qua nhà chú Đức, tìm một chỗ nào đó núp cho thiệt kỹ, không để ai phát hiện. Thấy Sơn đi đâu về đây báo cáo cho ba biết. Dạ. Nhớ là không để lộ nghe. Dạ. Cẩn thận đi nha. Chú. Cái gì? Con mới nghĩ ra được một cách này. Cách gì nói coi. Bây giờ con báo công an đi. Con nói là ông Sơn là kẻ lạ, đột nhập vô nhà con ăn trộm ăn cắp. Rồi người ta thương mình là cái tội vu khống, cái tội nó nặng hơn nữa. Xuống dạy không mà trong khi đó ổng với ba con đang thân thiết, con xuống con báo công an lên rồi ba con chịu làm chứng không? Hả? Nghĩ làm sao mà tầm bậy tầm bạ. Ê đúng rồi, ổng đang trong nhà con đúng không? Ừ. Bây giờ con vô nhà, con tạo hối. Khi con chú la lên cháy nhà, ổng sợ quá ổng chạy luôn. Hay quá. Phải không? Rồi lỡ thằng Sơn nó không chạy mà bảo vệ chạy lên thì con với chú chạy đâu? Đi đâu? Ít nhất phải 2 tháng sau mới được trở lại nhà con. Cái gì? Ý kiến sai mà mày đặt cười nữa hả? Tào lao. Thằng Sơn nó không chạy nha, mà nó ngủ chung với ba con, la cháy. Ba con mở cửa sổ nhảy từ trên đây nhảy xuống là ba con đi đâu? Đi đi. Chứ giờ sao? Không có cách. Từ từ, phải suy nghĩ. Ba ơi. Hả? Sao? Con báo cáo ba. Chú Sơn vừa mới đi ra ngoài. Chú Sơn vừa đi ra ngoài? Dạ. Đi đâu? Đi đâu? Ba ơi. Chị báo cáo, con... chú Sơn vừa mới
đi ra ngoài. Thằng này nó mới báo cáo rồi, con báo cáo lại cái gì đó mới mới coi. Dạ, chú Sơn đi qua nhà cô Linh. Qua nhà cô Linh. Anh mời em. Mời anh. Đạo quá em. Trời ơi, chưa bao giờ em gặp một người nào mà đô như anh hết trơn á. Chưa bao giờ anh thấy một người phụ nữ nào đẹp lạ lùng như em. Em kêu anh qua đây chỉ là kêu anh ngồi rồi uống rượu rồi cụng ly như vậy thôi sao? À, chứ anh muốn cái gì nữa? Anh muốn nằm. Dễ quá mà, anh nằm đi. Nằm sofa ra cũng được. Trời ơi, sofa nhà em bự quá, nằm đi. Không, không, anh không muốn nằm một mình. Ý anh là sao? Hai mình. Hai mình hả? Ừ, rồi sao nữa? Đưa cái bàn tay của em đây. Thôi thôi thôi, em không dám đâu. Thôi thôi thôi, em không dám. Có cái ly ngủ. Ai vậy em? À, có... Ai vậy? Em... Ai vậy? Ai vậy? Anh Tùng, anh tới đó nãy em có nhắn tin cho anh Tùng. Tùng qua không? Tùng qua hả? À? Đợi đó, ông Tùng qua ông xử anh chết. Ê, đi ra ngoài, đi ra ngoài, ngồi xuống đi. Trời, anh trốn cái gì đi không? Trời ơi, có anh Tùng vô uống chung mới vui. Có uống chung cái gì không? Qua quýnh anh một cái là chết ngất. Ngồi luôn. Ngồi đó. Gì vô vậy? Ê, ê, ê. À. Đâu rồi? Ờ, anh hỏi ai? Người lạ gì đó. Làm gì có, trong nhà em làm gì có người lạ nào. Trời ơi, anh đang nghi quá à. Anh nghe mấy đứa nhỏ nói nhà em có một cái bóng lạ lắm đi vô nhà. Trời ơi, nếu mà có người lạ là em mượn bờ vai rồi. Không có đâu, không có đâu. Không có người lạ nào trong nhà em đâu. Không tin hả, anh đi tìm đi. Thôi, đi tìm mất công khó chịu lắm. Nhưng mà tôi nói cho Linh biết á, là người lạ thì không sao, chỉ sợ người xấu thôi. Không tin anh đi tìm đi, em nói thiệt. Đó, tìm hết cái nhà em đi thì có người lạ không? Thôi, anh chỉ qua đây anh nhắc em vậy thôi. Phải cẩn thận. Anh đã nói với em một lần nữa là từ người lạ chuyển qua người xấu rất là nhanh, nghe chưa? Cẩn thận đó. Anh lo lắng cho em đúng không? Anh sợ đúng không? Anh đang sợ là có người lạ người ta sẽ hãm hại em. Anh lo lắng, anh quan tâm em đúng không anh Tùng? Không phải, tại nghe mấy đứa nhỏ nói. Con nghe mấy đứa nhỏ bị qua mắt ta. Ờ, thì anh đi tìm đi. Tìm đi. Hết nhà em mới làm cái gì? Là nó. Ê, chạy đi. Em muốn đây coi em làm gì vậy? Em làm gì vậy Linh? Chú ơi, chú đi đâu vậy? À, thì chú đi vòng vòng chú chơi. À, chú lại chú đau gì con? Chú hả? Chú đi đâu vậy chú? Chú đi vòng vòng hành lang chơi. Chú đi hành lang bên đây là chú làm gì vậy? Chú ở đây đi chú. Ở đây làm cái gì? Cái gì vậy? Đây làm cái gì? Chơi với con. Ủa chú. À. Chú đi đâu vậy chú? Chú. Ý mấy em ơi, cái hướng nhà bên kia là nhà của ai vậy? Nhà cô Linh. Ồ. À, đi đâu vậy? Dạ. Ừ. Dạ. Đây đâu đây? Dạ, con làm về. Con đến đằng chay. Dạ, con chưa. Chị Linh kêu sửa sống chén. Cái gì? Sửa sống chén. Sửa sống chén hả? Dạ. Mắc mớ gì mới sáng sớm sửa sống chén. À, chị Linh chị nói là hồi tối chị ăn cơm mà xong có chị rửa chén xong. Chị rửa chén xong có chị phải úp sống lên sống chén. Mà sống chén bị hư cho nên con phải sửa sống chén. Ồ. Nguy cấp quá hả? Dạ, nguy cấp lắm. Ồ. Mày chạy đâu hả Sơn? Sơn gì? Anh ghen hả? Anh đang bực mình đúng không? Thì anh ghen mà đúng không? Trời đúng rồi, anh ghen đi. Anh tập đôi đi. Tập đôi đi. Không thì anh quýnh em đi. Anh quýnh em đi. Anh biểu lộ cái sự ghen tuông của anh đi. Anh ghen đúng không? Anh đã khó chịu đúng không? Ghen. À. Điện thoại ghen nè. Alo. Rồi, hiểu rồi. Chú ra liền. Anh đi đâu? Không được, anh qua nhà em rồi, nó lại chơi em đi. Trời ơi, sao được Linh ơi. Hai đứa mình chứ không được. Nó không có việc gì quan trọng bằng em ấy. Anh Tùng, không được đi.
mày nghe chưa? Dạ. Mày vô phòng con Linh làm gì? Hai cái đứa nhỏ đó, tụi con nít nó không bao giờ nói láo hết á. Nó nói mày đi vô trong nhà con Linh. Mày vô nhà con Linh làm gì? Con Linh á, là tất cả những ai sống ở đây đều biết về con Linh hết. Mày có cái mưu đồ gì đúng không? Hả? Mày với nó định làm cái chuyện gì mờ ám phải không? Trời đất ơi, tía, tía nghe con giải thích nè. Tía cái gì? Nè. Hả? Tía của ai? Định bắt cá hai tay hả anh trai? Trời đất ơi, Vi, nghe anh giải thích. Trời đất ơi, tía, thật sự là con không phải là một cái người tồi tệ tồi bại làm những cái chuyện mà mất đạo đức như vậy. Thật sự đó tía. Đó, dòm đi. Ừ. Nói gì? Anh làm gì vậy? Anh làm gì mà anh xấu tổ vậy? Nói cái gì? Nói chung nói lại đó, nói đi. Bình tĩnh. Nè, anh là đàn ông mà. Có làm, có nhận, anh làm thì nhận đi. Trời đất ơi, sao lật ngược chứ gì hả? Hồi nãy cô mới... Cái gì? Mày không có gì mờ ám mà tại sao thấy tôi bỏ chạy? Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Mày mới nói với con Linh là ủa sao hồi nãy nói khác, giờ lại nói khác. Tức là mày với nó có A tổng mưu đồ gì rồi phải không? Trời ơi mày Trời ơi, nửa chén gì mà. Trời ơi, uổng công nghe. Suốt thời gian qua tao tin tưởng mày, tao cho phép mày đến với con gái tao hả? Rồi tao còn hy vọng mày sẽ là con rể của tao nữa. Tía, con năn nỉ tía, gian xin tía cho con giải thích một cái nữa là. Ai là tía của mày? Tao nói mày nghe, bắt đầu kể từ bây giờ, giờ này phút này, tao cấm tuyệt mày giao du với con gái tao. Mày mà đến gần nó mày đừng có trách tao nghe. Tao cấm tuyệt mày bước chân vô nhà tao nghe. Mày mà còn lui tới nhà tao hả? Tao chặt cặp giò mày đó. Trời, tía con muốn massage cho tía. Không có massage gì hết á, tao dùng vô mặt mày kia massage. Yeah. Trời ơi, hai đứa vỗ tay gì nữa hai đứa. Đến đi. Đi về. Dạ. Yeah. Không có giao du với ngữ này nữa. Tía, Vi. Nè đó, hai đứa con đi về đi. Dạ. Đi về. Anh về chậm thôi. Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày muốn làm chuyện xấu xa ở đâu thì làm. Nhưng riêng cái khu chung cư này thì không được nghe chứ mày. Biến đi chỗ khác. Ở đây dành cho những người lương thiện ở. Mày lén phán tới đây tao lấy cặp giò mày đó. Chú Đức nói là ổng làm, tao nói tao cũng làm nghe chưa mày. Hai người bây giờ có thể tự nhiên đến với nhau rồi đó. Ê, nói gì vậy? Anh Túc? Linh. Anh Túc? Buông ra. Gì là gì? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Nha. Từ nay về sao mà lén phén tới khu này nữa là tôi chặt cặp giò anh đó. Trả cái khăn này. Mấy người dám hội đồng ăn hiếp cao. Được. Thằng này không có hiền đâu. Cái chỗ này nè, thằng này muốn tới là tới. Không có ai dám cản thằng này đâu. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi trêu chè. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống. Đáng yêu quá chừng.